Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng có hơn 1.200 chi hội cơ sở với gần 178.000 hội viên. Những năm qua, bên cạnh công tác xây dựng hội, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp thu hút đông đảo hội viên cùng tham gia, đặc biệt là các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Không chỉ tham gia tốt công tác hội, chị Nguyễn Thị Xê, chi hội trưởng phụ nữ thôn Giáng Đông, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, luôn dành nhiều thời gian đến thăm hỏi, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liêu. Mẹ năm nay đã 91 tuổi, chỉ sống một mình. Chồng và con trai của mẹ đều hy sinh trong chiến tranh. Vì vậy, việc thường xuyên đến chăm sóc, động viên và những bữa cơm thân mật như thế này đã đem lại nhiều niềm vui cho mẹ. Thì đến chơi cũng cho vui, với lại cũng có chi thì giúp đỡ mẹ già. Đúng như nhà mẹ Liêu là không có người để chăm sóc hoặc là cũng không có con cá. Cho nên chị em cũng thường xuyên đến để động viên và an ủi tinh thần mẹ. Qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các cấp hội phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức hội, chung tay cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo tốt đời sống hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, những chi hội trưởng phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng là chiếc cầu nối giữa cán bộ và hội viên phụ nữ trong mọi lĩnh vực hoạt động ở cơ sở. Vận động và đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng và đền ơn đáp nghĩa, vận động của chi hội phụ nữ trong khu dân cư, mọi sinh hoạt, đến hoàn cảnh phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Có thể thấy, thông qua những hoạt động ý nghĩa của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào truyền thống quê hương cách mạng và trách nhiệm của mỗi hội viên phụ nữ nói riêng và mỗi người dân nói chung trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.